Hôm nay em sẽ làm một cái video clip cắt ghép một cái cây kiếm lên trên một cái khúc gỗ. Em thấy cái hốc này khá là đẹp. Cái hốc này á, để trồng kiếm thì khá là lý tưởng. Hoặc là mình có thể trồng một số loại lan khác. Đây, thì em thấy nó có kiềng chân rồi, em thiếu mất một cái chân. Thì em sẽ sáng tạo ra thêm một cái chân cho nó bằng một khúc gỗ nữa. Cũng đi kiếm rất là nhiều rồi đó. Bây giờ mình đặt làm sao mà để cho nó đứng lên là đẹp. Nhưng theo cách quan sát và tiền của em á, thì tùy theo người chơi thích thôi. Em muốn cái hốc này nè, nó phải dựng lên trên. Dựng lên trên. Thì dựng như thế nào thì để cho đẹp đây. Như thế này thì hơi bị đổ quá. Em sẽ lật lại cho nó lên lại. Em muốn lấy cái phần này nè, cái phần này nhìn cũng đẹp đẹp và cũng khá là. Đây. Và cái chậu của em đã hình thành rồi. Để cái chậu mà hình thành á, theo cách nhìn của em á, là cái khúc gỗ này rất là dày. Em muốn cái lượng nước mà mình tưới vào á, sẽ thoát được qua hướng này. Và hướng này em sẽ bọc lại, đó sẽ tạo thành một cái chậu rất là đẹp. Còn đối với phần giá này nè, muốn để giá thì giá. Còn kiếm một con vít bắn vô cũng được. Thì vấn đề đó để em để sau đi. Đây, thì sẽ chọn một cái cây. Đối với cái chậu nhỏ như thế này á, kích thước tầm cỡ 40-45 độ cao, thì để trồng một loại kiếm lên đây cho phù hợp á, thì chỉ có kiếm lỗ hội là phù hợp thôi. Chứ còn mà trồng kiếm tiên vũ á, như các anh chị nhìn thấy nè, nó rất là to và em trồng rất là mướt, rất là đẹp. Các bản lá này phải tầm 4 cm mấy đấy, cũ rất là đẹp. Em cũng bón phân và cách chăm sóc em cũng có giới thiệu ở những video trước, các anh chị có thể xem. Thì hôm nay em nhắm và lựa chọn đi ghép lên cái hốc này là một chọc kiếm lô hội. Đây là một cái kiếm lô hội nè, cũng thùng và rất là mập. Giá thể trồng cũng bằng sơ dừa và bón phân tăng chậm Rinan. Rồi, các anh chị thấy lá rất là mướt, có một lá số 6 thì từ từ mình sẽ tỉ lại thôi. Em sẽ ướm lên đây nè, để chậu lên thì cũng khá là chặt chội. Nhưng mà tách ra ướm lên đây sẽ rất là đẹp nè. Còn không thì sử dụng một cái lỗ kiếm lô hội nữa, nó cũng ốm mạnh hơn. Và cách tách cái chậu này nhìn thì thân tơ nó nhiều hơn, nhưng mà nó không được đẹp lắm. Thì ở đây em có một cái chậu rồi, em sẽ ướm chậu này lên trên thay qua một cái chậu. Rồi, để chuẩn bị thay chậu á, thì em cần một số giá thể và một số vật liệu. Em sẽ dùng rêu. Đây là rêu rừng này. Các anh chị đã biết đánh con rêu này chưa? Rồi, để bắt đầu thay thì em sẽ kiểm tra cái chậu kiếm của em trồng cho các anh chị xem nha. Một chậu kiếm lô hộ em trồng trong sơ dừa thì nó sẽ phát triển như thế nào, bộ rễ sẽ ra sao thì các anh chị xem nha. Đây, chậu này thì mới sang chậu lại tầm cũng được 2 tháng rồi, thì bộ rễ này nó trồng bằng sơ dừa nó đi xuống nè, bộ rễ khá là tốt và chậu lớn giữ ẩm rất là tốt, rễ nó rất là chi chít và đang đi ra lại rất là nhiều. Lúc em thay chậu đây là những cái rễ cũ này. Rồi, chậu khá là đẹp, rễ đi rất là mướt nè và không có vấn đề gì cả. Đây là một cái giả hành, cũng có thể kêu là tép giả hành. Thân này lên khá là đẹp nè, lá rất là mướt. Đợi em lên một cái kiếm như thế này lên trên đây á, em sẽ chọn hướng đi nào đẹp, nhìn như thế nào là đẹp. Đây là một cái chậu đã lên rồi thì sẽ ướm thôi. Em sẽ ướm rêu lên đây nè,
và sẽ càng chặt hơn và đẹp hơn. Như trong rêu này á, rất là nhiều côn trùng nè và vi khuẩn, cỏ thì mình có thể luộc nó đi. Em thì cũng có luộc nhưng mà nhiều khi làm biến á thì chỉ có thể vôi thôi. Còn đối với sử dụng loại vôi nào cho phù hợp, hợp lý và cách xử lý vôi như thế nào để mang lại hiệu quả thì các anh chị có thể đăng ký kênh, theo dõi kênh, ủng hộ kênh để em có thể ra những video khác và làm những cái video cho các anh chị xem để giải trí, giao lưu và thỏa những cái sở thích của mình. Như kiếm mà mới đem về trồng á, từ rừng về á, cũng có cách xử lý riêng nha. Còn đây là kiếm em đã thuần rồi, thì thường là em thuần vô trong chậu á, tầm cỡ 2 tháng cây ra rễ ổn định như thế này nè. Rồi bắt đầu mình sẽ ghép lên trên những khúc gỗ thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi vấn đề rêu này thì nó sẽ hít nè. Chắc á, thì sẽ dùng những cái kim bấm á, bấm thêm, đệm lại thêm. Và những cái lưới bọc để bọc lại. Rồi em đã làm xong một tác phẩm về lên cái kiếm lô hội cho các anh chị xem. Rồi các anh chị yêu mến có thể đăng ký kênh, theo dõi kênh để em có thể làm ra những cái video khác, clip khác về cách ghép và cách chăm sóc cái chậu lan kiếm em lên chậu như thế này, như thế nào nha các anh chị. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị đã xem đến với video của em. Tiếp theo cái video á, em sẽ làm một cái video clip khác nói về giả hạt châu Như. Đây là một cây giả hạt châu Như này, được kỳ ra và bông rất là chuẩn, khá đẹp. Đây là thế hệ bông thứ hai em để xem luôn. Và em chuẩn bị cắt nhân giống, cách làm và cách nhân kỳ như thế nào. Các anh chị đăng ký kênh, nhấn nút chuông thông báo, theo dõi kênh để xem em làm những video khác như thế nào nha. Xin chào tất cả các anh chị.